một mình đêm la đêm qua. Tự nhiên có người vô đứng trước cửa nhà. À thì ra con bà ba sắp tới lấy chồng. Thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thuở lên mười. Ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, làm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao. Em gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, làm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao. Em gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Nhịp piano anh bồi hồi, bia đã ngâm, anh đã thắm hơi mấy say rồi. Nhìn trời nhìn mây, ông bom đồ nô tung cánh bay ngang đời. Người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời dời. Ngất hôm nay anh không sai không về đâu. Hãy nắng hãy nắng hãy dâng ly trà, mừng ngày nắng đã qua. Cùng nhau hòa ca mình góp vui từng ta đừng tưng 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 tưng. Một chàng vỗ tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không ạ? À? Nhảy múa hát ca, trèo lên sân khấu anh nhảy cha cha cha. Bà con xâm diện qua xa lang hôm nay. Úi giời hai ba chục lon anh chơi tóc tay. Vì anh thương em từ thuở lên mười. Ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Em xích ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao. Em gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao. Em gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Nàng vẫn còn là thiếu nữ thường từ chiều cho tới mai. Cuộc đời này còn nhiều thứ mà em chưa nếm, sao em đã cưới ai nhớ không cấy hồi hôm bữa còn kêu ca. Chán bao tên chồng còn chỉ biết điêu ngoa, vậy mà hôm nay em đã xa vào lối u mê mất rồi với ta đại thiếu gia. Thôi tim anh ở đây đánh trống tên, xuôi qua bao không gian tìm bóng em. Anh luôn luôn yêu em từ mọi vũ trụ thực tại, anh là đó là chồng em. Ta bên nhau trăm năm bạc mái đầu, số kiếp anh nên phải dài lâu, phải dài lâu. Nhưng lại nơi đây em bên ai khác anh chẳng xa. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao. Em gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao. Em gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư.
và hai gia đình của chúng ta đã thống nhất chọn ngày hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2022 và ngày 12 tháng 10 năm Nhâm Dần là ngày làm tháng tốt để trở thành lễ đính hôn cho hai cháu. Đó là lý do mà quý vị thân tộc hay mọi chúng ta có mặt ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay đến đây xin dự và chứng kiến cái lễ đính hôn của hai cháu. Cho phép gia đình trân trọng giới thiệu với thân tộc của mọi nhà trai. Hiện nay có mặt và cao nhất trong tộc thì có bà cô ông dưỡng út của chú rể. Nhà nội thì đại diện có bác năm trai, có dưỡng hai, chú thím tư, cô sáu, chú thím bảy, thím tám. Nhà ngoại thì có cậu hai, có dì dưỡng ba, dưỡng năm, cậu tám. Cha mẹ và cùng một số người thân trong tộc đang ngồi nghỉ bên đây. Xin trân trọng giới thiệu để tập ngày nãy chúng ta biết làm quen và gọi về nha. Và xin thưa quý tộc nhà gái, hôm nay họ nhà trai chúng tôi đến trình cái lễ đính hôn cho hai cháu. Thì họ nhà trai chúng tôi mang sang tất cả là 10 mâm, trong đó có 2 mâm lễ, còn lại 8 mâm phẩm vật gồm trà, rượu, bánh trái cây. Trước để tàu nhà gái chúng ta trên lên cúng gia tiên, sau để làm quà chiêu đãi láng giềng cùng con viên hai họ. Và trong lễ có một đôi điểm báo hiệu, nếu được chấp nhận những phần lễ vật này, xin phép với đại diện của họ nhà gái cũng như thân tộc của nhà gái cho họ nhà trai chúng tôi được phép dán đôi điện báo hiệu ở phía trước cửa nhà nhé. Xin mời ý kiến của vị đại diện của họ nhà gái. Thì gồm có những quà vật như sau: một đôi vuông tay hạt tròn, một sợi dây chuyền, 3 chiếc kỳ mẫu, 2 chiếc lắc tay, 2 chiếc vòng tay, 1 chiếc nhẫn hạt tròn, 2 chiếc nhẫn kiểu, 1 cặp nhẫn đính hôn và số tiền cho dâu là 10.000 đồng. Tổng trọng lượng của những cái phần hình trang là hơn bao giờ. Xin mời đại diện của họ đến đây mở hộp hình trang để trình trước tổng. Thương anh rồi một lòng em không đổi, nguyện bên anh son sắt không phai phôi. Chuyện tình mình như sân bay là anh đài hữu duyên thiên lý. Thời kỳ hai đứa mình cùng nhau đi chọn ngày. Về nhà để em ngủ từ sáng sớm đến xế chiều. Em chỉ cần cạnh anh đến suốt cuộc đời. Theo cao châu mãi mãi không đổi thay tình này.
đời cách coi lắm lúc thăng trầm môi tôi. Chỉ ước mong sao để mau được giàu lên, nhờ người mai mối để gước em về môi tôi, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nửa năm ráng sang năm, mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Các cháu phải làm sao cho thân và xứng đáng là châu Việt và đệ Thảo nha.
và chúng ta cũng tin tưởng một điều, hai họ Lâm Bùi của hai gia đình chúng ta sẽ kết tình thông gia đời đời nha. Xin quý vị chúc mừng tình thông gia hội đoàn của tay thật lớn nha. Vâng, em vui lòng em ơi nha. Cuộc đời vui lắm nha. Mâm bàn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Đời tôi thức giấc lắm ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đua gió. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo chồng giàu, nấu những bát cơm chờ chờ anh thế thôi. Chân rơi vui mừng ngày mình cùng chung đôi, là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bố. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Qua cái nghi thức mà họ nhận ra chúng tôi đến đây trình lễ trong cái buổi lễ ngày hôm nay, so với tập tục của địa phương mình, đã có cái gì khác, có gì thiếu, có gì cần thiết phải bổ sung hay không? Kính mời quý vị trong tộc của chúng ta góp ý để cho họ nhận ra chúng tôi cái lễ tới nó đàng hoàng và đầy đủ theo cái nghi thức tập tục của vùng miền của mình. Kính mời ý kiến ông bà nội và bà ngoại
các bà cô bà dì. Thời gian làm lễ rước dâu cho hai cháu từ 7 đến 8 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 2022 tức là dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 12 âm lịch của năm Nhâm Dần này. Đó là thời gian ấn định. Thì Nhâm xin nhắc lại thời gian từ 7 đến 8 giờ sáng ngày nói ngày âm đi ngày 14 tháng 12 âm lịch của năm Nhâm Dần. Quý vị chúng ta cũng lưu ý cái điều này nha. Và cũng xin thưa thế này, cái tấm thành tình của quý vị đã dành cho họ đàn trai chúng tôi hết sức là ưu ái, không có đặt ra một vấn đề gì. Thì thôi, trong cái tổ chức nghi thức lễ cũng phải cần có những cái mâm bào cổ lễ rồi để cô bác khách quan. Thế thì họ đàn trai chúng tôi cũng có chuẩn bị một số phần là tiền gọi là hỗ trợ. Ngày xưa nó gọi làm tài, nhưng mà thôi giờ mình lấy gì chứ hỗ trợ lẫn nhau. Thì cả hai lễ, cái lễ hỏi này thì là nhà trai chúng ta cũng theo cái tập tục của người xưa, lấy cái chữ chín để làm đầu cho nó may mắn và tốt đẹp, thì hỗ trợ 39.999.000 cho cái lễ hỏi. Và cái lễ cưới thì sẽ hỗ trợ 59.999.000 tổng của hai lễ này. Xin mời bà chủ hôn nhà và sư trai đứng lên chào cho bà sư gái ạ. Nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế
anh phải cố gắng. Bồn ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá ngoài xa ra ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn em mình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bãi thiên nhiên nhì bãi cao đường trời ơi đó đúng rồi. Trường đàn thần nhất lũ nhóc mang bên giống qua đàn cần tức lầm vô miền Tây không có như còn phải dễ. Chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lỗi sớm hồi ba em tai ghế. Một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga ghế. Dậy đi, dậy đi nè. Dậy ăn cái gì cho nó. Một mình lần xe qua tới thưa mẹ cha. Một bài ca hay bên nhà các thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bãi thiên địa nhì bãi cao đường cùng về giao mãi đêm đây ta say ta. Ngàn vạn anh giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh nói với em không một câu dối gian. Muốn em là hoa